chúng ta đang tổ chức một cái chương trình giống như là trên trình cầu truyền hình trực tiếp mà chúng ta hay thấy ở trên TV truyền hình đấy ạ. Và trong cái bối cảnh mà dịch Covid này ảnh hưởng rất nhiều tới xã hội, tới nền kinh tế nói chung, thì đây là những các cái giải pháp và chắc chắn là nó cũng không thể nào mà nó đạt được cái hiệu quả cao nhất như là chúng ta vẫn thường tổ chức những các cái hoạt động, những cái sự kiện. Tuy nhiên thì trong cái bối cảnh như vậy thì đây là một cái giải pháp tốt, và hy vọng rằng là với cái sự nỗ lực của tất cả các bên thì chúng ta sẽ cùng chung tay để có thể là thắng được, vượt qua được tất cả những cái khó khăn trở ngại mà cái dịch bệnh nó mang lại. Vâng, kính thưa quý vị, để đẩy mạnh hơn nữa cái quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ, cũng như là tạo ra những các cái cơ hội để kết nối doanh nghiệp giữa hai bên, thì với cái sự hỗ trợ của đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cũng như tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, thì ngày hôm nay phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với hội đồng xúc tiến xuất khẩu cơ khí EEPC của Ấn Độ tổ chức cái hội nghị trực tuyến online với chủ đề là giao thương giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu tiến sĩ Maran Mohan Sethi, tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mr. Võ Tân Thành, the Vice President of BCCI, Ho Chi Minh City. Mr. Sunibabu, the Head of the Office and the Consul General of India in Ho Chi Minh City. Mr. Đỗ Phước Tống, the Chairman of Hao Hing, Ho Chi Minh City. And 50 businesses and the press, the media who are present here for the webinar. My greetings.